chào bác nhá. Hôm nay cửa hàng em dọn được 3 con cưa này. Đấy, sáng ngồi loay hoay dọn 3 con cưa lên cho các bác luôn nhá. Rất là đẹp nhá. Đây đang tắm nắng cho các em này. Đó. Các bác nào mà muốn test thì cứ liên hệ trực tiếp nhá. Đây có con Mazu tay cụt này, cực kỳ là xuất sắc nhá. Đây hàng con này là hàng chạy động cơ là 2 bốt cho các bác nhá. Động cơ của nó là 30 cc này, lòng 37 ly, hàng Mazu, hàng VIP. Máy móc thì cực kỳ là xuất sắc cho mọi người. Làm 35 xích là xài xích chung 91. Đây, máy vừa tắm rửa cho các em nhá. Máy như mới luôn này. Đấy. Con này thì hàng VIP rồi, hàng tuyển rồi. Làm 35 xích là xài xích chung 91. Thích hợp cho anh em cắt gia đình đeo treo. Con này thì giá của nó là 2,2 triệu nha các bác nhá. Rất là đẹp, hàng tuyển cho các bác luôn. Xuất sắc như mới luôn này. Các bác nào muốn test nhá thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 2330. Đấy, con này có con tay dài của Echo này, đẹp nhá. Xuất sắc luôn. Cái hàng tay dài này thì nó là hàng hệ rồi. Hàng Echo chạy rất là êm, cực kỳ là lợi xăng, hai ốc giữ lam luôn nhá. Bồ biếc này còn đen xì luôn, cực kỳ là đẹp. Lam bườm 30, xích là sạc xích mini. Như con này giá 2 triệu cho anh em nhá. Rất là đẹp. Xuất sắc này, 3.1. Đó. Đây còn 3.2 này, 3.2 hôm qua ông kêu ai hỏi nhá. Thì đây hôm nay lên được con này. Con này thì đẹp xuất sắc, lam của nó làm rất là mới nhá. Lam 30, xích là xài xích chung 91. Con này thì cắt gia đình thì siêu hệ rồi. Đấy các bác nhìn tem mác còn nguyên rất là đẹp nhá. Con này thì giá là 2,3 triệu này, bao phí ship nhá. Máy rất là đẹp, máy móc thì vừa làm nổ ok rồi. Đây đang tắm nắng cho các em. Đó, bác nào quan tâm thì liên hệ tiếp qua số điện thoại là 0976 123320 nhá. Nói chung là máy móc đã làm nổ rồi. Đó, chỉ mang ra phơi nắng cho nó khô thôi, là lên clip cho các bác thôi. Đó. Thì tiện thể thì em quay luôn quy trình dọn máy. Có một cái bước của phơi khô, tắm nắng cho các bác, cho các em. Rất là đẹp nhá. Ba con xuất sắc luôn này. Đó, hàng này thì hàng cắt gia đình. Khoản chê. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.